Chào các bạn, mình chính là người mà 9 tháng trước đã làm cái video về hướng dẫn cách chữa trị U3 hoặc dưới khớp của tay này. Là cái video này đây. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cách chữa U3 hoặc dưới khớp của tay. Như các bạn nhìn thấy ở đây, tay của mình có một khối U3 ở trên mu bàn tay hay vị trí khớp của tay. Nó rất cứng, không đau, nhưng ảnh hưởng tới vận động gập duỗi của khớp của tay. Nguyên nhân của hôm nay mình làm tiếp cái clip này để cho các bạn xem về cái thành quả về mình đã chữa U3 dịch khớp của tay theo video lần trước. Khó mà nhận ra được cái tay nào của mình đã bị U3 hoặc dịch, đúng không ạ? Thì đến đây thì mình cũng cần phải nói lại một chút. Cách đây hơn một năm thì mình tự nhiên thấy ở cổ tay của mình có xuất hiện một khối u. Mình khá là lo lắng vì cho rằng đó là do xương của mình nó phát triển không bình thường gây nên, vì mình sờ với cái khối u đấy thì mình thấy nó khá là cứng. Cũng có lúc mình lại nghĩ hay là nó lại là một cái dạng khối u ác tính ở đó, nên mình rất là hoang mang. Mình có lên mạng tìm hiểu ở nhiều chỗ và biết được rằng đó chính là một cái khối U3 hoặc dịch. Trong thời gian này mình tình cờ đọc được ở trên Facebook của một chị có nick Facebook là Yoga Song Xanh chia sẻ cái câu chuyện của chị ấy. Chị cũng bị một cái khối U3 hoặc dịch ở trên cổ tay này. Thì chị cũng có một người bạn Hàn Quốc cũng bị như thế. Thì sau khi mà người bạn Hàn Quốc này đi mổ cái khối u thì một thời gian sau cái khối u đó nó lại tái phát trở lại, nên khuyên chị ấy là không nên mổ. Sau cái lớp sau đó thì chị có đi học một cái lớp yoga của một người thầy của Ấn Độ đấy, dạy trong cái khóa học yoga đấy thì nó có dạy nhiều cái phương pháp chữa bệnh, nên chị hỏi thử người thầy người Ấn Độ xem là có cái phương pháp nào để có thể chữa được cái khối U3 hay không. Thì người thầy Ấn Độ này của chị hướng dẫn chị nắm cái bàn tay lại vào xoay cổ tay đấy, xoay cổ tay của chị. Thì mình đã cũng làm theo cái phương pháp mà chị hướng dẫn, thì khoảng 2 tuần thì thấy có hiệu quả rất là tốt. Cái khối u của mình ban đầu nó to, sau 2 tuần thì nó giảm đi một nửa. Nên mình đã làm cái clip hướng dẫn cách đây 9 tháng. Nhưng mà sau 2 cái tuần quay đó, sau cái clip trước mình làm đó, thì cái khối u của mình nó không có biến chuyển gì thêm cả. Mình cũng khá là lản, nên cũng sao nhãng cái việc xoay cổ tay. Thì cuối cùng cái khối u của mình nó lại càng ngày càng phát triển to ra đấy. Quá thất vọng, bán tin bán nghi về cái phương pháp cũ. Mình lại mày mò tìm hiểu ở trên mạng thì thấy có một cái clip của nước ngoài, bên nước ngoài của một vị bác sĩ nước ngoài chia sẻ là người ta dùng búa để gõ cái khối u, dùng búa gõ trực tiếp vào khối u. Thì mình cũng không biết nó là cái búa gì, nhưng mình nhìn thấy trong clip là người ta cứ gõ vào đó để đến lúc nào nó xẹp đi thì thôi. Cũng trong một cái clip khác thì mình lại thấy là người ta dùng một cái hộp để gõ một cái rất là mạnh vào để cho cái khối u nó vỡ luôn ra. Mình nghĩ trong đầu nếu mà làm như thế thì nó khá là đau và nguy hiểm, bởi vì dịch bôi trơn khớp đã được bao nang bao lại, bây giờ mình làm vỡ cái nang thì dịch nó tràn ra ngoài khớp thì làm thế nào. Tuy là sợ vậy nhưng mà cái khối u của mình thì càng ngày nó càng to ra, nó chèn ép các cái dây thần kinh làm cho mình cảm thấy đau và tê các cái đầu ngón tay đấy, tê các đầu ngón tay. Lúc này mình xác định là phải mổ rồi, nên là mình trước khi mổ thì mình cũng liều, mình thử ép thử cái khối u này xem là cái dịch nó có thể chảy vào lại trong khớp không đấy. Nhưng mình cũng không dám ép mạnh quá vì mình sợ cái vỡ cái bao nang đấy. Mình ép khoảng 2 tuần thì khối u gần như sẽ hoàn toàn, không còn dấu hiệu gì của khối u luôn. Mà mình định làm
clip chia sẻ ngay với các bạn về cái hiệu quả của cái phương pháp mới này. Nhưng đúng thời gian đó thì có ông anh, ông có cái đồi chè bỏ hoang, nhờ tìm người phá đi để trồng cây tiêu. Thấy trà sạch mà lại phải bỏ đi, mình thấy tiếc quá nên mình tìm hiểu, biết được cái trà xanh ngoài tác dụng uống để giảm cân thì người ta còn có thể dùng nó để là làm mặt nạ, làm đẹp. Vì trong trà nó có nhiều dưỡng chất, nhiều chất chống oxy hóa để tẩy tế bào chết và ngăn ngừa mụn ấy. Đặc biệt nó có chất EGCG để phòng chống ung thư rất là tốt. Mình mày mò làm nhưng mà làm được hai cái sản phẩm thì nó đều không ưng ý. Cuối cùng mình phải nhờ một chuyên gia hướng dẫn để làm cái sản phẩm. Đấy, thì cuối cùng thì cũng mình cũng đã thành công với lại cái sản phẩm bột trà xanh làm đẹp này. Thì làm xong bột trà xanh rồi thì mình lại nghĩ phương pháp đóng gói ấy, xong rồi lại đưa nó ra thị trường. Nói chung là rất tốn rất nhiều công sức và thời gian, công việc nào nó cũng bù đầu để ra được cái sản phẩm như này. Thì nó vừa mịn mà nó lại vừa tan hoàn toàn trong nước theo cái công nghệ của Nhật Bản. Đấy, nói chung là tốn rất nhiều thời gian. Nên là mình đến hôm nay thì công việc thì mọi thứ nó cũng đã vào guồng của nó rồi. Nên là mình cũng đã có thời gian rảnh, mình làm cái clip này để chia sẻ với các bạn về cái cách chữa u nang hoặc dịch khớp cổ tay. Đấy, thì lại nói về cách chữa. Thì sau cái thời gian đầu mà không có hiệu quả với cái phương pháp xoay cổ tay này, thì mình bắt đầu làm theo phương pháp mới. Thì mình gập cổ tay vào. Đấy, mình gập cổ tay vào. Thì ở cái chỗ phần khối có cái khối hoạt dịch đấy, nó nổi lên. Thì mình đè ngón tay đối diện vào, mình xoay nhẹ cái khối hoạt dịch này. Vừa ép không quá mạnh, lực ép không quá mạnh để làm sao nó không quá đau tay, mà cũng không ép không quá nhẹ để cho cái đủ lực để cho cái chất dịch nó chảy vào. Thì khoảng 2 tuần sau thì mình cảm nhận rõ rệt là khối u gần như là biến mất hoàn toàn. Đấy, nó không còn lại một cái dấu hiệu gì nữa. Đây, mình ép như thế này. Nếu mà bạn nào mà có người thân bạn bè ấy, thì nhờ người ta sẽ dùng hai ngón tay này, người ta ép vào khối u, người ta xoa cho thì cái lực nó sẽ tràn đều ra khối u này, thì nó sẽ có tác dụng nhanh hơn và nó đỡ đau hơn đó. Thế mà còn bạn nào, nếu mà bạn nào mà ở gần mình thì có thể là liên hệ với mình theo cái số điện thoại ở trên cái fanpage này này. Đó, mình để trên cái fanpage về bột trà xanh Minh Nhật này. Có thể gọi mình để cho mình tư vấn trực tiếp cho. Còn nếu mà ở gần thì có thể là qua thẳng chỗ mình để mình sẽ giúp các bạn ép cái khối hoạt dịch này vào. Mình làm thì mục đích là vì cộng đồng thôi, làm mình làm không hộ các bạn thôi, chứ không có phải có phí viết gì cả. Nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về cái ấy này của mình. À, mà tiện thể thì các bạn nhớ giúp đỡ mình bằng cách chia sẻ cái fanpage này để cho cái sản phẩm của mình, sản phẩm bột trà xanh của mình có thể đến được tay người tiêu dùng nhé. Cảm ơn các bạn nhé.